phát hiện cặp vợ chồng già tử vong bất thường tại nhà riêng. Người dân xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng khi phát hiện người vợ 61 tuổi chết tại vườn chuối với nhiều vết thương trên cơ thể, còn người chồng 70 tuổi tử vong bên trong nhà. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 6, người dân phát hiện ông Lương Công Tê, sinh năm 1953, và bà Hà Thị O, sinh năm 1962, tử vong tại nhà riêng ở bản Chí Lý, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Thi thể bà O được phát hiện tại vườn chuối với nhiều vết thương trên cơ thể. Còn ông T thì chết ở trong nhà với tư thế nằm ngửa, trên cơ thể có dây điện cháy quanh người. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.